ở phía bắc của Amsterdam khoảng tầm 30 km. Nhưng mà tôi thấy đây là cảnh đồng hoa tulip sặc sỡ với nhiều màu sắc, và những người nông dân thì đang đi thu hoạch hoa, và đây là những cánh hoa mà họ vừa mới gặt xong. Và mình recommend mọi người là nên đi đến đây. Sau một lần lựa chọn ở cái kết hợp thì mình cũng đã đi đến đây để mà mình được chụp về cảnh đồng hoa 3 ngày như thế này. Chào tạm biệt.